Ok, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để mà thanh lý một số cái món phụ tùng zin theo xe cho một số anh em là muốn về zin hay là muốn chế cháo gì đó. Thì ở đây mình đang có một số cái phụ tùng của Yamaha R3 và R15 V3. Thì đầu tiên là mình sẽ đi từ trái sang phải ha. Đầu tiên sẽ là một cái đuôi sau của Yamaha R3. Đây, cái này là mình đã tháo hai đài xi nhan ra để cho nó gọn, tiện cho việc ship đi nha anh em. Đây, đầy đủ nha anh em, ốc ác gì đó đầy đủ hết. Đèn biển số nè, dây nhợ nè, đầy đủ hết ha. Cái này cũng là hàng mới 100% của xe mình luôn nè anh em, mới mua về tháo ra. Rồi, cái đó là cái đuôi của R15 V3, cũng là hàng mới luôn, hàng này cũng tháo xe luôn, rất là mới. Cái này anh em cần cái nào thì inbox comment phía dưới ha, hoặc là inbox cho mình thông tin của mình có phần mô tả video đó, thì anh em liên hệ với mình qua Zalo hay Facebook thì mình sẽ báo giá cho anh em chi tiết. Rồi, còn cái này là xi nhan, hai xi nhan trước hai xi nhan sau của R3 và hai xi nhan trước hai xi nhan sau của R15 V3, cũng là hàng zin luôn, đầy đủ dắt cắm không thiếu cái gì hết. Rồi, kế đến sẽ là cặp gương chiếu hậu của R15 V3 và một cặp gương chiếu hậu của R3 trên xe mình đây. Đây, tại vì mình chưa rảnh tháo thì anh em nào cần lấy thì mình sẽ tháo ra luôn. Đó là tổng cộng là hai cặp gương, tại vì R3 và R15 là xài chung gương, cho nên ở đây là mình có hai cặp gương chiếu hậu. Đó, một cặp ở ngoài đây, một cặp trên xe ha. Rồi, cái đó là mình có một cái cây bô R15 V3. Đây, cái bô chéo đây nè, bự quá mình không có tiện lấy xuống, cũng là hàng mới ken luôn, xe từ hãng về là tháo ra thay bô độ vô. Đó, cây bô zin đầy đủ phụ kiện, không thiếu một cái gì hết. Đó. Ok, thì video này anh em cần món nào thì inbox cho mình comment bên dưới ha, mình sẽ báo giá cho cụ thể. Thì giá cũng rẻ thôi, đồ thanh lý mà chán bán cần ha, thì anh em cứ việc comment thoải mái. Đó, thì mình sẽ tổng soát lên nè. Một cái đuôi R3, một cái đuôi R15 V3, đèn xi nhan trước sau. Đó, R15 V3 thì hai cặp trước sau, R3 hai cặp trước sau. Đó, một nồi nè. Rồi, bóng halogen hết nha anh em, đồ zin mấy này là halogen hết, đầy đủ hết, không thiếu gì hết, đầy đủ, có cái lưỡi gà nhựa bên trong luôn, anh em mua về lắp thôi. Rồi, gương chiếu hậu hai cặp, một cặp R15 V3 và một cặp của R3. Đó, và một cây bô zin của Yamaha R15 V3, đầy đủ phụ kiện. Rồi, anh em mua thì inbox mình sẽ ship code toàn quốc cho anh em. Ok, bye bye, cảm ơn em đã xem video.